Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube LB Quốc. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn về giá trị dinh dưỡng của L-isoleucine trong sản xuất thức ăn chăn nuôi. Như các bạn đã biết, rangein amino acid hay còn gọi là acid amin mạch nhánh thì gồm có 3 loại acid amin, đó là valine, isoleucine và leucine. Đây là một trong 3 loại acid amin có chức năng giúp cho vật nuôi, đặc biệt là trên gà thịt, gà đẻ hay là lợn hay là heo nái có thể tăng cường là khả năng sản xuất thịt, sản xuất sữa và tăng cường cái khả năng là chống chọi trong cái vấn đề mà điều kiện là chăn nuôi công nghiệp, đặc biệt là trên heo nái tăng khả năng tiết sữa. Vì giới thiệu isoleucine thì như các bạn có thể thấy nó được khám phá ra bởi nhà bác học người Đức tên là Felix Ehrlich. Isoleucine được tìm thấy ở trong hemoglobin vào năm 1903. Đây là axit amin được tìm thấy rất là lâu, tuy nhiên trong cái công nghệ sinh học thì isoleucine gần đây mới được sản xuất. Thì lần đầu tiên isoleucine được tổng hợp bởi nhà hóa học người Pháp là Louis. Đây có thể được định nghĩa là axit amin thiết yếu đối với lại là gia cầm, nhất là gia cầm đẻ hay là đối với lại heo nái mang thai hay heo nái nuôi con, và có thể là axit amin chưa thiết yếu đối với lại gà thịt hay là đối với lại là heo trôi hay là heo lứa. Axit amin mạch nhánh thì bao gồm có valine, isoleucine và leucine. Trong đó thì ta thấy được là quá trình dị hóa của isoleucine và leucine đó, thì nó cùng chia sẻ enzyme để chuyển hóa. Các axit mà amin mạch nhánh nó cân đối thì là một trong những cái yếu tố giúp cho con vật nuôi nó tổng hợp được cơ tốt hơn. Như vậy thì cái việc mà cân đối axit amin mạch nhánh là trở nên rất quan trọng. Axit amin mạch nhánh đó, nó chiếm tới khoảng 35% axit amin thiết yếu ở trong cơ, đặc biệt là chúng ta thấy được những người tập gym hay là những người mà luyện tập thể dục thể thao, người ta muốn cho cơ săn chắc thì thường người ta sử dụng những cái sản phẩm chức năng có chứa các loại axit amin mạch nhánh. Thì axit amin mạch nhánh thì không được lọc ở gan mà nó chủ yếu chuyển hóa trong cơ luôn. Như vậy thì đặc biệt là khi mà chúng ta sử dụng axit amin mạch nhánh thì là ở cái cấp độ chuyển hóa nó nằm ở chủ yếu trong cơ. Axit amin mạch nhánh thì chuyển hóa trong mô cơ, chúng ta có thấy hai dạng, một cái dạng đó là đồng hóa và dị hóa. Ví dụ như là trong axit amin mạch nhánh nó được dị hóa là phân hủy ở mô cơ, hay là đồng hóa là trong mô cơ. Thì axit amin mạch nhánh nó thúc đẩy cái sự phát triển và tái tạo cơ, ngăn ngừa cái sự mất đi mô cơ và cung cấp năng lượng cho cơ, đặc biệt là trong quá trình là chúng ta nuôi công nghiệp thì cái việc mà vật nuôi nó vận động hay là cái việc mà chúng ta chăn nuôi gà thả vườn hay là gà thịt thì cái việc mà vận động thì nó ảnh hưởng đến cái năng lượng của cái quá trình tổng hợp. Thì khi đó thì axit amin mạch nhánh nó cung cấp năng lượng để cho quá trình tổng hợp cơ. Vì mục đích của quá trình chăn nuôi chúng ta là cung cấp cái nguyên liệu để cho giúp cho con gà hay là con heo nó tổng hợp thịt. Mà thịt đặc biệt là chủ yếu là chúng ta cần những cái mô cơ thì nó sẽ phát triển lên cái chất lượng thịt tốt hơn và nhiều hơn. Thì quá trình chuyển hóa axit amin mạch nhánh, ta thấy được rằng là đầu tiên thì là cái axit amin mạch nhánh á thì là được hấp thu qua máu khi mà vật nuôi ăn thức ăn vào thì là nó sẽ được phân hủy và hấp thu qua máu. Thì đầu tiên nó được phân hủy ở mô cơ thì chúng ta cần hai bước để chuyển hóa enzyme, trong đó chúng ta thấy được là BCAT, đó là cái enzyme có trong cơ hay còn gọi là BCAA transaminase, thì nó hình thành cái chuỗi keto của axit amin mạch nhánh. Và chúng ta thấy được là glutamate nó chuyển thành glutamine. Glutamine là một trong những cái axit amin cung năng lượng. Như vậy thì glutamine kết hợp với alanine tham gia quá trình tổng hợp mô protein. Vậy thì đặc biệt là chúng ta thấy trong quá trình chuyển hóa thì cái glutamine phải kết hợp với lại alanine để tổng hợp protein trong cơ. Rồi nếu mà chuyển qua ở cấp độ gan
thì là nó sử dụng cái enzyme là PCKDH. Ở trong gan thì đầu tiên là nó chuyển cái PCKA di chuyển vào gan và được phân chia bởi cái enzyme PCKDH, là nó phân tích cái nhóm carboxylic ở trong trong cái acid amine này, và quá trình tổng hợp glucogenic hay là ketogenic được sinh ra trong cơ thể. Đặc biệt là valine thì sản sinh ra glucogenic hay là propionine coenzyme A. Thì chúng ta thấy được là quá trình tổng hợp acid amine mạch nhánh thì nó giúp cho cái việc mà tổng hợp glucose hay là glucogenic để tạo năng lượng ở trong cơ. Khi nói đến acid amine mạch nhánh thì chúng ta sẽ quan tâm đến sự đối kháng. Vì ở bản thân trong cái acid amine mạch nhánh nó có tính đối kháng lẫn nhau. Nhưng hiệu ứng đối kháng, ví dụ như ta thấy được là nếu mà một cái hiệu ứng là A cộng B mà nó nhỏ hơn hiệu ứng A cộng hiệu ứng B. Ta thấy được là trước đây thì chúng ta đề cập tới đó là lysine với là arginine là hai cái enzyme, hai cái acid amine này có tính đối kháng vì nó có cùng một cái loại chất trung chuyển vào trong tế bào. Thì sự đối kháng của các acid amine mạch nhánh, nó thấy được là khi một trong ba acid amine mạch nhánh mà có hàm lượng cao thì nó làm cho thành tích mà tổng thể của việc tổng hợp acid amine bị giảm đi, đặc biệt là trong trường hợp thừa leucine trong thức ăn. Nó thấy được là nếu mà thừa leucine trong thức ăn thì là cái việc mà tăng trọng của cái con gà nó cũng giảm, hay là cái hiệu số chuyển hóa thức ăn đó, nó cũng 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 giảm đi. Như vậy thì sự mất cân đối axit amin mạch nhánh gây ra sự đối kháng trong cái nhóm axit amin mạch nhánh. Tại sao lại như vậy? Thì nó gia tăng cái hoạt động của cái BCAT thì nó gây ra thừa leucine thì giảm isoleucine và valine trong cơ thể. Ta thấy là ở trong khẩu phần, đặc biệt là những cái khẩu phần mà có chứa nhiều bột huyết. Ví dụ đối với lại là heo con hay là đối với lại là con cá mà chúng ta sử dụng có nhiều bột huyết thì thường là nó giảm cái lượng thức ăn vào vào quá trình mà tổng hợp cơ của cái con cá hay là con heo hay con gà, nó cũng không có tốt. Thì sự thứ hai đó là sự cạnh tranh hấp thu trong cái ruột non. Ở trong cái ruột non thì leucine nó đặc điểm là nó được ưu tiên cao nhất, nó hấp thu trước. Do đó thì nó cạnh tranh cái chất men, nó gây ra cái hàm lượng valine với lại isoleucine nó bị giảm đi, thì hàm lượng leucine có thể gây ra giảm hấp thu isoleucine và valine. Như vậy thì chúng ta thấy là nếu mà chúng ta sử dụng mất cân đối acid mạch nhánh, đặc biệt là trong những cái loại nguyên liệu mà có thừa leucine, nó sẽ gây ra sự mất cân đối và thiếu hụt isoleucine và valine. Mà hầu như tất cả những cái sản phẩm phụ của cái sản phẩm động vật hay là sản phẩm về ngũ cốc thì đa phần là thừa leucine. Về yếu tố mà là công thức, chúng ta phải để ý tới là những cái loại nguyên liệu nào nó thừa leucine thì chúng ta phải để ý để bổ sung thêm isoleucine và valine tổng hợp. Thì cái yếu tố thứ ba đó là như đề cập ở trên, đó là sự cạnh tranh về enzyme, thì nó sẽ giảm đi sự dị hóa và tích tụ axit amin trong cơ thể. Tóm lại thì cái sự cân bằng axit amin mạch nhánh là rất là quan trọng. Hiện tại thì chúng ta chỉ đề cập tới vấn đề axit amin lý tưởng, thì trong đó chúng ta có đề cập tới những cái tỷ lệ giữa axit amin so với lại lysine. Nhưng mà trong cái việc mà nghiên cứu sâu hơn về cái axit amin mạch nhánh thì chúng ta cũng nên quan tâm đến cái tỷ lệ axit amin mạch nhánh lý tưởng giữa valine, leucine và isoleucine để chúng ta tổng hợp cơ tốt hơn. Hiện tại thì isoleucine được sản xuất theo quy mô công nghiệp rồi và được xem như là một cái loại nguyên liệu trong thức ăn chăn nuôi. Thì những cái nguyên liệu thức ăn chăn nuôi thì nó thường là nó thiếu ở trong 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 axit amin isoleucine là về khẩu phần ngũ cốc nè. Hàm lượng là leucine cao trong thức ăn thì chúng ta cần phải bổ sung isoleucine để đạt được sự cân bằng của axit amin mạch nhánh. Ví dụ như thức ăn mà có chứa phụ phẩm là bột huyết, ví dụ như bột huyết sấy phun thì là thường là chứa nhiều leucine thì nó gây ra thiếu hụt isoleucine. Khẩu phần thấp đạm, hiện tại thì chúng ta đang trong quá trình
áp dụng khẩu phần thấp đạm và áp dụng cái khái niệm về thay thế đạm bột cám. Tuy nhiên khi mà chúng ta thiết lập khẩu phần đạm thấp thì nó có một cái vấn đề đặt ra là khi giảm tổng đạm thô thì nó gây ra sự thiếu hụt axit amin thứ cấp. Như vậy thì chúng ta phải để ý tới là khi mà chúng ta giảm sử dụng bột cá, giảm sử dụng khô đậu nành trong khẩu phần thì nó gây ra thiếu hụt isoleucine. Như vậy thì khi mà áp dụng cái xu hướng mới này thì chúng ta phải bổ sung axit amin tổng hợp vào để bù đắp đi cái phần thiếu hụt khi mà chúng ta giảm đạm thô. Isoleucine được xem như là axit amin thiết yếu trong khẩu phần là bắp với lại khô đậu nành. Đối với lại gia cầm thì là axit amin giới hạn khoảng thứ tư, thứ năm, thứ sáu, tùy vào cái khẩu phần của mình lập công thức. Ví dụ như khẩu phần cơ bản là bắp với lại khô đậu nành, hay là khẩu phần cơ bản của mình sử dụng là lúa mì với lại khô đậu nành, thì tùy vào cái việc mà chúng ta lập cái khẩu phần cơ bản đó mà nó sẽ có thứ tự axit amin khác nhau. Trên heo là axit amin giới hạn cũng thứ tư đến thứ sáu, thì nó phụ thuộc vào cái loại nguyên liệu chúng ta sử dụng. Thứ tự giới hạn mà khác nhau thì nó phụ thuộc vào chính vào cái thời điểm mà chúng ta lập công thức, chính vào cái thời điểm mà cái sự sẵn có của nguyên liệu mà chúng ta đang lập. Về lợi ích của isoleucine trong thức ăn thì hầu như chúng ta ai cũng biết được là lợi ích của axit amin isoleucine là thấy rất là rõ ràng, tương tự như là valine. Valine chúng ta thấy được là nếu mà chúng ta muốn giảm được chi phí thức ăn thì đòi hỏi chúng ta là phải phải giảm đi cái lượng nitơ mà nó thải ra môi trường bên ngoài. Như vậy thì cân bằng axit amin, đặc biệt là valine và isoleucine, thì nó giúp cho tăng trưởng vật nuôi tốt hơn. Theo như thống kê thì người ta thấy được là nếu mà đa phần là chúng ta đang trên quá trình giảm đạm thô từ 1 đến 2%, nếu mà chúng ta giảm 1% đạm thô thì chúng ta giảm được 10% nitrogen thải ra bên ngoài, và giảm đi lượng ammoniac 10% ở trong cái chuồng trại của mình, đặc biệt là trên con gia cầm. Nếu mà lượng ammoniac mà cao thì nó gây ra rất là nhiều cái hậu quả không tốt trong quá trình chăn nuôi, hay là trên heo con thì nó cũng gây ra cái vấn đề là viêm phổi và giảm đi lượng nước sử dụng. Trong thời gian tới đây mà nếu mà luật chăn nuôi Việt Nam áp dụng một cách nghiêm túc và hiệu quả thì cái vấn đề mà xử lý môi trường là một trong những cái vấn đề rất là thời sự và tốn kém khi chúng ta cân nhắc sử dụng các axit amin để bù lại vào cái phần là giảm đạm thô. Thì về chức năng isoleucine có rất là nhiều chức năng. Đầu tiên là thường chúng ta chỉ nghĩ tới là axit amin là để thiết lập công thức để cân đối axit amin. Tuy nhiên isoleucine có rất là nhiều chức năng, ví dụ như là cân bằng chuyển hóa. Thì khi mà sử dụng isoleucine thì chúng ta thấy được là giúp cho hệ miễn dịch tốt hơn và sức khỏe đường ruột tốt hơn. Và isoleucine thì giúp cho sản sinh ra axit béo mạch nhánh, giúp là tổng hợp chất béo mới hay là các tín hiệu chất dinh dưỡng. Gần đây thì chúng ta thấy được là nhiều tài liệu hay là nhiều xu hướng nói tới việc mà sử dụng các sản phẩm peptide, polypeptide hay là nucleotide để tăng cường hệ miễn dịch, để thúc đẩy tính thèm ăn, thì isoleucine cũng tham gia vào quá trình để tổng hợp nucleotide. Và cái quan trọng nhất mà chúng ta đang nói tới đó là axit amin thiết yếu để tổng hợp protein. Thì isoleucine là một trong những cái axit amin cần thiết để tổng hợp protein, mà gần đây thì chúng ta đã thấy được cái xu hướng mà giảm đạm và gây ra sự thiếu hụt cái axit amin thứ cấp để có thể linh động trong việc mà thiết lập công thức. Về cơ chế chuyển hóa của isoleucine, nhìn vào cái chu trình này thì nó hơi phức tạp. Tuy nhiên chúng ta cũng thấy được rằng là cái quá trình chuyển hóa của isoleucine nó ở hai cấp độ, đó là một cấp độ ở cấp độ tổng hợp chuyển hóa trong cơ và trong gan. Thì mục tiêu cuối cùng cũng là để tổng hợp nên ketogenic với lại glucogenic. Thì như đây đề cập ở trên thì isoleucine nó tham gia vào trình cung cấp năng lượng để tổng hợp mô mô cơ. Thì khi bổ sung isoleucine này giúp cho cái quá trình tổng hợp mô cơ tốt hơn. Đây là bảng nguyên liệu mà chúng ta thấy được là cái hàm lượng isoleucine nó khác nhau đối với là những loại nguyên liệu khác nhau.
Thì như có đề cập ở trên thì cái bột huyết chúng ta thấy được là cái sự mất cân đối giữa cái axit amin mạch nhất, giữa leucine, valine và isoleucine. Để thấy được bột huyết thì có chứa rất là nhiều leucine, trong khi đó isoleucine rất ít. Đây là mất cân đối mà có thể gây ra cái giảm thành tích chăn nuôi. Ở Việt Nam chúng ta thì chúng ta thường sử dụng những cái sản phẩm ví dụ như là cám gạo đi chẳng hạn. Cám gạo thường là rất là thiếu isoleucine. Nếu mà khẩu phần nào chúng ta sử dụng nhiều cám gạo thì nên xem lại cái chỉ tiêu isoleucine, hay là con lutein feed. Con lutein feed gần đây thì rất là nhiều người sử dụng để giảm chi phí thì cũng thiếu hụt isoleucine. Thì ở bên các nước khác thì có cotton seed meal, ví dụ Ấn Độ hay là Trung Quốc là sử dụng rất là nhiều, và đó là một trong những lý do họ có nhu cầu isoleucine cao hơn những cái nước mà không có sử dụng cotton seed meal. Đối với lại những cái sản phẩm phụ là bột xương thịt với là bột thịt cũng là thiếu isoleucine rất nhiều, nên là khi chúng ta sử dụng những cái khẩu phần này trong thức ăn chăn nuôi hay là thức ăn thủy sản, đặc biệt thức ăn thủy sản thì chúng ta sử dụng nhiều bột thịt, bột gia cầm, nó gây ra thiếu hụt cái isoleucine. Ngay cả trong bột cá, mặc dù chúng ta thấy được là bột cá là tương đối là hoàn chỉnh về cân đối axit amin, tuy nhiên nếu mà xét dưới góc độ isoleucine chúng ta cũng thấy được là mất cân đối. Thì cái tùy vào cái loại nguyên liệu mà chúng ta sử dụng công thức, trong công thức ví dụ tỷ lệ trộn nguyên liệu khác nhau thì nó sẽ ảnh hưởng tới nhu cầu isoleucine. Và đặc biệt gần đây là trên là gà đẻ, vịt đẻ, heo nái nuôi con, heo nái tiết sữa là đã chứng minh được thấy rằng là khi mà lập công thức mà cứ đưa isoleucine vào thì hầu như tất cả các công thức đều lấy isoleucine vào để sử dụng và thành tích chăn nuôi được cải thiện rõ rệt. Thì chăn nuôi thì đầu tiên là con vật nuôi nó phải ăn thì nó mới lớn. Như vậy thì đầu tiên là chúng ta phải quan tâm tới cái lượng ăn vào. Nếu mà thiếu hụt isoleucine thì sẽ kích hoạt cái một cái hormone nó tên là GCN2 á, nó làm cho cái lượng ăn vào nó giảm đi. Nếu mà chúng ta bổ sung isoleucine vào thì giúp cho nó giảm cái hoạt động GCN2 này xuống, thì nó sẽ cân đối lại được cái lượng thức ăn ăn vào. Như vậy thì cái con vật nuôi nó được hấp thu nhiều axit amin hơn. Thì câu hỏi rằng là thiếu valine là thiếu isoleucine thì nó gây ra giảm lượng ăn vào của vật nuôi. Nếu chúng ta muốn vật nuôi ăn vào nhiều hơn, ăn nhiều hơn thì chúng ta nên bổ sung và cân đối valine với lại isoleucine trong khẩu phần. Thì trong cơ thì đặc biệt là nó chuyển hóa và hấp thu trực tiếp cái axit amin mạch nhánh. Thì nếu mà có sử dụng isoleucine thì nâng cao cái sự vận chuyển glucose trong ruột non và trong cơ, thì giúp cho cái hiệu suất sử dụng năng lượng glucose tốt hơn. Thì quá trình hoạt động là quá trình sử dụng cơ để vận động. Như vậy thì nếu mà có axit amin mạch nhánh và có isoleucine vào thì là giúp cho cơ hoạt động hiệu quả hơn và nó sẽ tổng hợp cơ nhanh hơn. Đối với lại thuốc non thì nó lại kích hoạt cái phát triển phôi thai và nhau thai và phát triển bào thai. Thì nếu mà chúng ta nâng cao cái tỷ lệ isoleucine ở trong cái khẩu phần thức ăn cho nái mang thai với lại nái nuôi con thì nó giúp cho phát triển nhau thai và bào thai nè. Rồi đối với lại là nái nuôi con thì nó nâng cao hàm lượng khả năng tiết sữa, nâng cao khả năng tiết sữa. Thì khi mà tiết sữa nhiều hơn thì nâng cao hàm lượng đạm trong sữa nữa. Vậy thì đối với lại con đẻ thì isoleucine đóng vai trò rất là quan trọng. Nếu chúng ta cân đối được valine, isoleucine trong khẩu phần con đẻ thì là cái quá trình phát triển của con thú non nó sẽ tốt hơn nhiều so với là việc chúng ta chưa có sử dụng những cái axit amin mạch nhánh này trong khẩu phần. Về sức khỏe đường ruột thì là axit amin nó giúp cho isoleucine này nó giúp cho nâng cao sức khỏe đường ruột và tham qua giao quá trình là chống oxy hóa, là giảm nhẹ stress oxy hóa. Hiện tại stress oxy hóa rất là nhiều người đề cập đến, và đặc biệt là trong điều kiện chăn nuôi Việt Nam thì là cái stress nó sẽ gây ra ảnh hưởng đến thành tích chăn nuôi rất là nhiều. Đối với lại là stress nóng hay stress lạnh thì bổ sung cái isoleucine vào thì
nó giảm cái stress này thì nó sẽ giảm phát thải ra những cái gốc tự do, nó làm ảnh hưởng tới cái vi nhung mao đường ruột, thì nó sẽ làm giảm cái mật độ diện tích bề mặt, là nó gây ra làm giảm cái khả năng hấp thu chất dinh dưỡng ở trong ruột non. Thì nếu chúng ta bổ sung azoluxin vào trong khẩu phần của là heo con hay là gà con hay là cá con thì nó sẽ giúp cho cái đường ruột nó có sức khỏe tốt hơn. Và hệ miễn dịch cũng vậy. Hiện tại thì acetamin được định nghĩa gần đây thì những cái chức năng của acetamin người ta quan tâm đến, ngoài cái việc mà tổng hợp đạm thì cái chức năng của acetamin ngày càng được chú trọng. Trong đó thì chúng ta thấy được là một số loại acetamin có tham gia quá trình sản sinh ra hệ miễn dịch. Ví dụ như là azoloxin thì nó giúp cho sản sinh ra nhiều beta defensin hơn, thì giúp cho cải thiện được hệ miễn dịch. Do gần đây thì việc cấm kháng sinh sử dụng trong thức ăn chăn nuôi, hầu như tất cả các nghiên cứu hay những cái vấn đề mà liên quan tới làm cải thiện sức khỏe đường ruột, cải thiện sức khỏe vật nuôi hay là tăng cường cái khả năng tăng trưởng, mà những cái thức ăn chăn nuôi không sử dụng kháng sinh đó, thì được quan tâm và đang tìm kiếm rất là nhiều giải pháp. Thì gần đây thì người ta quan tâm đến đó là polypeptide, peptide, nucleotide hay là các loại axit amin chức năng để tham gia quá trình cải thiện hệ miễn dịch, nâng cao sức khỏe vật nuôi. Axit béo omega một nhánh cũng là tham gia vào quá trình hệ miễn dịch. Như vậy thì axit amin béo một nhánh đó thì được kích thích sản sinh ra bởi cái axit amin mạch nhánh. Vậy thì isoleucine hình thành cái axit amin mạch nhánh này, lợi ích của những cái axit béo mạch nhánh này là giúp cho tăng trưởng và phát triển bào thai, thú sơ sinh, sử dụng trong giai đoạn đầu của sự tăng trưởng và phát triển bào thai, thú sơ sinh sẽ giúp cho hệ thống tiêu hóa của con thú non nó phát triển tốt, ổn định sức khỏe đường ruột, làm giảm nhẹ tác động của hệ vi sinh vật trong cái hệ thống tiêu hóa. Thì về khuyến nghị sử dụng isoleucine, có rất là nhiều nghiên cứu từ những năm 2007, năm 1999 đến gần đây là năm 2015, thì cái tỷ lệ tối ưu giữa isoleucine trên lysine nó dao động khoảng từ 68 cho tới là 77%. Thì nghiên cứu acetamin lý tưởng ở gà thịt thì tỷ lệ isoleucine là sử dụng khoảng 67% so với lại lysine. Thì chúng ta thấy được là cái tỷ lệ isoleucine lý tưởng này nó phụ thuộc vào giai đoạn của vật nuôi. Đối với lại gà trắng, ví dụ như lấy một cái khuyến nghị của gà Ross được công bố năm 2014, thì chúng ta thấy được là cái tỷ lệ isoleucine đó, đó là gà con, gà lứa hay là gà thịt chia làm nhiều giai đoạn, thì chúng ta thấy được là nó dao động từ 67 đến 69%. Gà lớn thì cần nhiều isoleucine hơn so với lại gà con. Thì theo nghiên cứu mà được công bố của CJ thì CJ họ khuyến nghị là đối với lại gà đẻ là nó lên quanh tầm khoảng từ 72 cho đến 78%. Hiện tại thì cái tỷ lệ 78% trên gà đẻ này là đang được sử dụng ở tại Việt Nam, và cho cái kết quả là cái trọng lượng trứng nó nặng hơn, kích thước quả trứng nó to hơn. Gà con thì lanh quanh từ 67 đến 69% trên gà thịt. Thì cái khẩu phần của cái gà đối với lại gà gà trắng thì có sử dụng isoleucine khi mà chúng ta sử dụng những cái nguyên liệu ví như như là lúa mì. Gà đẻ thì là hầu như gà đẻ, vịt đẻ là cái nhu cầu isoleucine rất là cao. Đối với lại heo thì heo con cũng vậy. Heo con thì sử dụng khoảng 53 đến 54% so với lại lysine, và heo nái thì là khoảng 55 cho đến 59. Hiện tại là theo cái điều kiện thực tế tại Việt Nam thì isoleucine đang áp dụng rộng rãi trên gà đẻ và heo nái. Chúng ta nên quan tâm đến cái tỷ lệ isoleucine, và hầu như là nếu chúng ta có sử dụng ma trận dinh dưỡng vào thì khi là công thức và có cân đối và đưa ra cái tỷ lệ khuyến nghị thì isoleucine được đưa vào công thức. Kết luận lại thì isoleucine là một trong các acetamin mạch nhánh
bao gồm là leucine, isoleucine, valine. Thì cái việc mà cân bằng axit mạch nhánh là rất là quan trọng. Isoleucine có thể là axit mạch thiết yếu tiếp theo trong khẩu phần dinh dưỡng thập đạm. Hiện tại cái xu hướng giảm đạm trong cái khẩu phần dinh dưỡng là ngày càng được áp dụng rộng rãi. Khi mà chúng ta áp dụng cái tỷ lệ này thì cái tỷ lệ isoleucine sẽ là axit amin thiết yếu, nó giúp cho sản xuất thức ăn chăn nuôi là thân thiện môi trường và kinh tế. Thì về các chức năng của isoleucine, ví dụ là thúc đẩy lượng ăn vào và hấp thu axit amin, thứ hai nó là nâng cao sức khỏe đường ruột và hệ miễn dịch, thứ ba nó là gia tăng hàm lượng đạm trong sữa ở cái khẩu phần mà heo nái nuôi con, để cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng. Thì chúng ta nên theo những cái khuyến nghị gần đây, là ví dụ như là trên gà đẻ hay là vịt đẻ là tỷ lệ isoleucine khoảng 78%, hay là trên heo nái là khoảng 59%. Thì khi mà áp dụng vào đây thì chúng ta sẽ thu được những cái kết quả mà trước đây chúng ta chưa có áp dụng. Thì xin chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và để tiện theo dõi thì các bạn hãy đăng ký kênh YouTube LB Work để có thêm thông tin bổ ích. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Xin chân thành cảm ơn.